Em đang trả bán gấp một căn biệt thự Vimeco đường Trần Duy Hưng, thành phố Hà Nội. Căn này có diện tích là 120m² và là căn góc hướng Đông Nam Tây Nam. Đã được xây và hoàn thiện full nội thất cao cấp 4 tầng nổi và 1 tầng hầm. Mặt tiền thì siêu rộng. Sổ đỏ chính chủ, giá trả bán là 48 tỷ. Quý anh chị quan tâm thì vui lòng liên hệ với Bất Động Sản Đất Lộc 24 giờ. Số hotline là 035 221 6868 để biết thêm thông tin chi tiết về căn biệt thự nói trên. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị. Và quý anh chị thấy kênh của em hữu ích thì hãy thả tim và follow kênh để nhận thêm nhiều thông tin về bất động sản rẻ, đẹp được cập nhật 24/7. Em xin chân thành cảm ơn. Và mời quý anh chị tham quan qua những hình ảnh thực tế của căn biệt thự mà em đang chào bán. Đây, căn này rất là đẹp luôn quý anh chị nhé. Đấy, rất đẹp. Nội thất thì vô cùng xịn sò, về chủ nhà làm để cho con trai lấy vợ ở, nhưng mà con trai lại không về nước để ở cái nhà này nên là bán đi. Rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Khu vực này thì chỉ có 24 căn dành cho các cán bộ cấp cao của quận và thành phố, nên là cư dân ở đây thì rất là đẳng cấp. An ninh thì tuyệt đối 24/24 quý anh chị nhé. Ở đây thì rất là thuận lợi giao thông, ngay cạnh siêu thị Big C và rất nhiều trường học như trường Lương Thế Vinh rồi trường Nam Trung Yên, rất là thuận tiện cho các gia đình ở sinh sống và con cái học hành, rất là tiện luôn ạ.